quyền MC là chúa chương trình mà, có quyền cũng làm gì làm. Cũng chưa chứ. Thật là quải trường các bạn à. Thì sinh hoa hay ghét. Đó là những biểu hiện của sự lươn. Quyết định thắng thua nha. Cậu quyết định đi, em xem cho nha. Rồi vô luôn. Chúng ta đã thuộc về. Ủa gì vậy? Là sao vậy mọi người? Lẹp. Xin chào tất cả các bạn. Chào cậu. Đã tham gia chương trình Tóc Đa Chiều với chuyên mục Thử Thách Cùng Gen Z. Các bạn đừng quên là nhấn nút follow để chúng tôi biết là các bạn đang suy nghĩ gì và ủng hộ tụi mình nha. Dạ sơ, chắc chắn là như vậy rồi. Và tham gia chương trình hôm nay không chỉ có Ngọc đâu, mà còn có hai vị khách mời rất là dễ thương của chương trình. Mời bạn giới thiệu với mình. Phú Thành, sinh năm 1999. Lời đầu tiên mình xin được gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị mọi người đang theo dõi chương trình. Mình là Đức Linh, mình sống ở Thủ Đức. Rất vui được tham gia chương trình và góp được những cái niềm vui, những cái tiếng cười cho mọi người. Sau dài số phát sóng của chương trình thì không biết là tình trạng hôn nhân gia đình của hai bạn như thế nào nha. Ơi. Mình rất vui được giới thiệu về tình trạng hôn nhân là mình độc thân nha các bạn. Bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn. Tướng thật khác, ngại tán em. Ta ngán anh. Ai có chưa có người yêu thì cứ nhắn tin cho mình. Ủa cô nhắn tin làm gì? Làm bạn thôi. Nếu mà hợp thì tiến xa hơn. Tưởng, cũng vui tin, mà. Nhắn tin cho ông tư vấn tình yêu. Tưởng nhắn tin làm người yêu luôn chứ. Càng tốt. Rồi. Còn Vẫn Lính thì cũng như Thành thôi, ế bền vững, ế lâu năm. Dấu hiệu của những đứa ế lâu năm: thứ nhất, miệng luôn tươi cười. Còn mình nhắn tin, mình tư vấn tình yêu chứ. Chuyên gia tư vấn tình yêu nhưng mà ế. Có nhiều số phát sóng trên TikTok lắm, rảnh rỗi thì lên xem. Vừa quảng cáo tôi là hot TikToker đúng không? Đúng không rồi. Không có hot TikToker đâu, tôi cứ tin MC. MC đúng không? MC lúc nào cũng thật thà, thân thiện. Cũng giống như các chương trình trước thì chương trình hôm nay của chúng ta sẽ cũng có mini game. Các bạn nghĩ là hôm nay chương trình ban tổ chức á là có cái gì gà các bạn không, để cho các bạn thử thách thật là chắc phải khó có chứ chắc phải có, tại vì game show mà phải có để vui mới vui được đúng không các bạn? Phải có. Các bạn nghĩ là bữa nay ban tổ chức chương trình đã suy nghĩ ra 888 kế gì để cho các bạn có thể là thua cuộc để Ngọc thắng? Không sao, chưa biết được mà. Chưa biết trước được. Biết đâu mình kế. Sẽ là người thông minh thì sao? Tương kế tụ kế thôi, thừa cơ ứng biến thôi, chứ sao giờ? Đó, hôm nay Yến Ngọc có một cái trò chơi mà ban tổ chức gửi cho Yến Ngọc á, mà Yến Ngọc thấy là không có được như mấy số trước, là Yến Ngọc thành người chơi luôn rồi. Thành người chơi luôn, ok, ba người chơi cho vui. Rồi Yến Ngọc đừng chặt chém Yến Ngọc nhiều nha. Rồi, MC chặt chém tụi mình thì có đó, nhưng mình sao chặt chém MC đúng không? Thằng cũng đội tinh thần đi. Rồi, MC mình đã chém dữ lắm. Đã kết thúc cái phần mà giao lưu với khách mời rồi. Và cái phần mà các bạn mong chờ nhất trong chương trình nè, đó chính là phần mini game. Vui nha, vui nha. Mà các bạn tham gia mấy cái số trước rồi, các bạn có nghĩ là bữa nay cái chương trình sẽ đưa cho các bạn trò chơi gì không? Hay mình nghĩ chắc là rồng rắn lên mây ha, tại vì sắp trung thu rồi các bạn. Sai rồi, cũng trung thu sai nhưng rồi. Mà ai đưa rồng rắn lên mây. Trời ơi, lớn rồi mà còn là trung thu, còn tâm trạng trung thu rồi rồng rắn lên mây nữa, trời ơi. Trung thu, trẻ thơ. Trung thu nhưng mà ai cũng thích chơi đúng không? Lúc gà đang hot cái lồng đèn gì đó. Lồng đèn gỗ. Lồng đèn gì? Chắc trong cái lồng trùng gà. Lồng đèn gì bằng kia. Thôi bây giờ mấy đứa nhỏ chơi lồng đèn điện tử không mà, không chơi lồng đèn như thời tụi mình đâu. Mình lấy điện thoại đây mình bật flash lên làm cái lồng đèn. Không, không, hôm nay em thấy cái lồng đèn đang hot, lồng đèn chó. Lấy cái mấy cái đèn mấy cái gì ta, mấy cái đèn chớp gắn con chó xong rồi xách đi. Vậy à, bạn có mua chưa? Bạn có mua cái đó chưa? Trò độc đáo độc lạ nhà thế. Con chó đó không chưa làm à, con chó này chắc bự lắm. Rồi bây giờ là Yến Ngọc sẽ bật mí cho các bạn trò chơi hôm nay là cái gì nha. Ok. Tên cái bạn cái viết trò đó, chơi mà đó, sao có bạn chắc chưa? Đúng khảo bài quá ta. Đã nghe được chưa? Đúng ra là chưa khảo bài à? Không ghi đáp án đúng sai hả hay sao? Sai hết rồi. Bây giờ Yến Ngọc sẽ công bố hay lệ trò chơi là bây giờ là Yến Ngọc sẽ có đặt ra một cái từ đi ha, giống như là từ sớm đi,
thì các bạn sẽ nói dài cái từ ngoài sau ra sao cho nó có nghĩa là được. Giống như Ngọc đọc từ sớm thì các bạn nói từ sớm mai. Xong rồi bạn này nó hức dứt, sớm mai hức dứt. Kiểu vậy nó sao cho có nghĩa là được. Tức là tới lượt ai thì các bạn nói tiếp một câu dài các bạn. Đúng rồi. Ví dụ như sớm, mai, thức, dậy, ăn, bánh, mì. Đúng rồi. Chấm, sữa. Và đúng rồi. Nhưng mà trò chơi này có thắng có thua đúng không? Có thắng có quà chứ. Đúng rồi, trò chơi chứ. Gì là cũng có phải có thắng có mình thua. Mình phần quà. Rồi nói thua trước đi bị gì? Bây giờ thua ha. Là mọi người sẽ vừa hét vừa nhảy lên luôn luôn luôn. Trời. Mà sao cho hai cái người còn lại cười là được. Chị hát nhảy sao nhảy giống con lăng quăng hả? Sao mà cho hai người còn lại cười là được. Cười mới xong nha. Rồi tôi không biết nhảy rồi sao? Thì vậy mới vui. Vui. Vui à. Còn thắng là món quà bự lắm. Bự như thế nào nói luôn đi, trời ơi hồi hộp quá. Bự lắm. Kết thúc chương trình là công bố cho. Vậy nó mới hấp dẫn. Nếu mà mọi người mà đoán ra được cái món quà gì mọi người nhớ comment lại nha. iPhone 15 Pro Max. Nam. Ồ, hấp dẫn đó. Thôi chơi lên đi. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi, bây giờ Yến Ngọc sẽ nói từ đầu tiên. Bình bông. Mà ai là người đầu tiên? Ai, hai người tụt xì đi, ai đúng rồi, ai nào trả lời trước. Quanh tụt xì. Giờ không được cái bom, không được cái nắp nữa phải không? Nói chung là kéo búa vào thôi. Kéo búa vào đúng không? Rồi, quanh tù tì ra cái gì, ra cái này. Mình thua. Rồi, mình thua. Mẹ cái này là sao biết không? Này là bột nè đó, thua. Bông lâu. Hả? Bông lâu. Bình bông mà. Bình bông, bông lâu. Bông. Rồi được. Bình bông lâu hả? Bình bông. À, bình bông hoa. Ờ. Bình bông hoa cúc. Bình bông hoa cúc bị thúi. Một từ thôi mà. Bình bông cúc. Nói từ nào cũng được mà. Rồi sao cái gì? Bị thúi. Quá, thúi quá. Bình bông hoa cúc bị thúi quá. Sao? Ủa gì vậy? Là sao vậy mọi người? Không được hả? Sao rồi? Bình bông hoa cúc bị thúi quá. Trời ơi. Được không? Được. Tiếp. Ơi là ăn nước ơi. Gì vậy? Ơi còn ơi là nước ơi. Là và tất cả mọi người đều công nhận là thúi. Thua một lần rồi. Thua rồi. Thôi. Nói chung là mọi người một lần. Qua từ khác. Từ đó khó quá. Rồi bây giờ có từ gì nó khó khó vậy ta? Mọi người nghĩ từ nào khó vậy mọi người? Giờ con sâu đi, đúng là con sâu. Con sâu đúng không? Trời ơi, có sợ sâu không? Ui sợ quá. Thích sâu mà. Thích sâu các bạn. Thích gì đó. Rồi chơi sâu luôn ok. Mà ai trước? Thì hồi nãy ông thắng. Rồi. Con lên trước đi. Sâu. Sâu quá. Thì con sâu quá là sao? Con sâu. Sai rồi, thua rồi. Không. Trò chơi này mình chưa quen lắm các bạn ơi. Rồi, đang tập quen tiếp là từ sâu phải không? Đúng rồi. Con sâu làm câu ca dao của dân tộc không biết nữa. Con sâu làm sầu nồi canh. Wow. Nhưng mà mỗi lần mình nói chỉ được một từ mà sao thích MC gì nói một lúc thích ba gì từ MC vậy? Này. MC có quyền, MC là chúa chương trình mà, có quyền cũng làm gì làm. Quá chuẩn luôn. MC này chắc là gì? Rồi đổi từ khác. Kêu nhà bên kịch luôn. Không. Kéo dài thêm nước rồi không? Con sâu làm rồ nồi canh. Nồi canh. Rồi, thêm từ đó canh đi. Canh gì? Rau muống. Canh rau muống. Rồi, lên. Ông, mẹ chồng. Chửi nàng dâu. Ồ. Nàng dâu kìa, ô gì? Dâu tây. Ủa? Sao được? Mình hơi bị lộn cái trò chơi rồi, này. Rồi, sai rồi, ba lần rồi. 5 lần là thua nha, 5 lần là... Ekip ơi, đổi trò chơi, ekip ơi. 3 lần rồi. Không quen trò chơi này, mình thua hoài. Thôi bây giờ mình chơi biên tập viên chương trình đi. Thôi, giờ cái từ bắt đầu là từ biên tập viên chương trình nha. Đúng rồi. Mọi người làm gì đó làm. Chơi. Đó, ông trước đi. Biên tập viên chương trình xin... sẵn. Hay ghét. Thôi, không hợp lý. Xinh xắn hay ghét được rồi. Đã xinh rồi, là cái đó là chê hay là thích là sai vậy? Bữa sau hỏi cho khỏi cho làm MC luôn. Cho mình hỏi là cái đó thích là ghét bài đó. Thì xinh quá hay ghét. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Là cũng ghen anh cứ bỏ cho bộ. Bài này nãy giờ bà mà chơi tính điểm là bài này là thua rồi đó.
toàn là nói mấy cái từ chắc sau ý. Sau số này chắc bạn này không còn làm việc với em rồi, biên tập với bữa sau là các MC khác đẹp lắm. Không nghe nói là Yến Ngọc được bút show này đừng nghỉ rồi nên giờ muốn làm gì làm à, hay sang Campuchia quá bữa cuối vào nên là lấy bố làm gì làm không rồi. Ok từ khác thấy ghét rồi, thấy ghét tới ai biên tập viên xinh đẹp thấy ghét, xinh xắn thấy ghét, xinh xắn thấy ghét dễ thương cũng được thằng yêu thương yêu không dính rồi yêu rồi thì cũng quá dễ thương yêu mình dễ ghét quá thương yêu dễ thương yêu quá dễ thương yêu quá là kiểu như thích yêu thích người ta thương người ta quá nè dễ thương yêu em nói chung quá người tới lượt thằng mà tới em à tới em à tới bạn à tới bạn tới bạn tới lượt cuối à dễ thương yêu quá và tới thằng dở dở quá dở quá dở trời ơi đúng không biên tập viên à, xinh đẹp thấy ghét dễ thương quá trời dở trời ơi được mà cũng được chứ thật là quải trường các bạn à bạn này mặt tôi xử gì vậy cũng được chứ các bạn ơi cho một điểm cho các bạn thua hai điểm thua rồi dạ yeah. Chơi luôn tôi mới hai một và hai một hai ba ố đúng rồi Thành được 3 nè, Linh được 2 nè. Giờ quyết định thắng thua nha. Ủa không, còn hai câu nữa mới quyết định thắng thua lận. Đợt này không cho em thi nói nha. MC có chi vui thôi. Cái câu gì đâu, chất quốc không có logic gì hết á. Cho làm khán giả đi, MC cho làm khán giả đi. Rồi, nhờ câu một câu quyết định thắng thua nha. Câu quyết định đi, MC không chơi nha. Rồi, vô luôn. Giờ nè, bình bông. Rồi, thằng trước. Bình bông đẹp. Bình bông đẹp. Và thơm được mùi hương ngọc lan nồng nàn bí rồi bí gì bí ẩn bí nồng nàn bí ẩn này bí nồng nàn bí ẩn độc đáo để đó. Quá cái gì đáo đẻ độc đáo đẻ quá là sao ở chiến thắng của chúng ta đã thuộc về Thanh Thành của nhà chúng ta. Ủa gì vậy là sao vậy mọi người? Yeah cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Thanh Thành đúng rồi. Ủa? Này bố mình diện lâu lắm rồi đấy nhá. Thành lộn đấy rồi. Giờ tao hết cho Thành được không? Biên tập viên chương trình thôi mùi. Làm gì làm MC đi mua chuột MC này. MC... Tôi trả lời sai ít. MC chắc mà. Là kim nhà đầu tư luôn các bạn. Không, tại vì được làm số này đuổi rồi. Ủa Thành này giàu lắm hay sao mà mua chuột MC vậy? Không có, tôi được chơi. Gian lệnh hả? Sáng có lửa đi ăn sáng cũng mò. Với chai hàng phải không? Tôi chai Campuchia không mê. Mì trai anh có quyền chút xíu mọi người không cảm nha, tại đây MC hơi mì trai. Trời đất ơi, tôi sai có 2 câu mà cho tôi thua luôn anh chàng Thành 3 câu. Mọi người thấy ai mình là công quá, không chơi. Lát em xin lỗi nha. Thôi vậy rồi đi. Rồi, mọi người chương trình tiếp theo của chúng ta chính thức bắt đầu.